Nam Mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo là phần khai thị, chúng con xin kính chuyển đến trường hợp thứ nhất của ngày hôm nay. Ở camera Đồng Quý, Bình Châu, chúng con xin đọc thông tin. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Nguyễn Thị Ly, pháp danh Đồng Chủ. Con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho mẹ của con là Phạm Thị Mỹ, pháp danh Trúc Lệ, 80 tuổi. Mẹ con đã đi chùa nhiều năm, đi chùa theo phong trào. Mẹ con chưa biết pháp môn niệm Phật hộ niệm, nhưng từ lúc nghe con gái hướng dẫn niệm Phật và đưa cho mẹ nghe pháp của thầy Thích Nhuận Đức, nghe khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm, mẹ con đã phát tâm ăn chay hơn 1 năm nay. Nhưng do mẹ tuổi già, nghe mà hiểu ít, nên niềm tin của mẹ rất yếu. Mẹ con giờ bệnh rất nhiều, mẹ con hàng ngày vẫn niệm Phật, lạy Phật 2 thời sáng tối. Thời gian rảnh, bấm số niệm Phật, nhưng mẹ con còn thích xem tivi, thích giữ tiền, còn sợ chết, sợ bệnh. Mẹ con còn lo cho các con làm ăn không được. Mỗi lần con nhắc nhở niệm Phật, mẹ con nói biết rồi sao nhắc hoài. Con sợ mẹ sanh tâm ngã mạn, sợ mẹ mất phần vãng sanh. Mẹ con có 8 người con, nhưng chỉ có một mình con tin Phật Pháp, luôn ủng hộ mẹ. Hiện giờ mẹ đang ở với con. Chúng con mới thành lập một nhóm cộng tu nhỏ, thường xuyên nghe Pháp khuyên người niệm Phật, và hàng tuần lên Zoom thế giới hộ niệm của lão cư sĩ Diệu Âm. Chúng con đã hứa sẽ hộ niệm cho mẹ của con. Con kính mong lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho mẹ của con và nhóm chúng con thêm niềm tin vững vàng, để đời này ai cũng có phước phần vãng sanh Tây phương cực lạc. Con thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cầu chúc lễ quyết chí vãng sanh không cầu. Quyết không cầu. Đúng rồi, quyết thì hai tay giơ lên rồi năm cú lại đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhớ hứa với Phật nhé. Con thưa với Phật là con 80 tuổi rồi, đi đứng cũng lụm cụm rồi. Phật ơi cho con về Tây phương cực lạc sớm sớm. Cụ Trúc Lệ ơi, dám hứa vậy không? Dám nguyện vậy không cậu? Dám thì giơ lên. Đúng rồi, vỗ tay. Cụ thấy rõ ràng không? Pháp hộ niệm đơn giản lắm. Miễn làm sao là cụ hoan hỷ 80 tuổi ở đây chi cho mệt, về Tây Phương cụ không còn tuổi nữa. Con nói thật với cụ, trên cõi Tây Phương không có một Bồ Tát nào mà có tuổi cả, tại vì các ngài thọ mạng tới vô lượng A Tăng kỳ kiếp cơ, đời đời kiếp kiếp các ngài không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ trễ, không bao giờ lớn, không bao giờ nhỏ. Cho nên ở trên cõi Tây Phương gọi là Bồ Tát 5 năm giống như là người 18, đẹp như vậy, không già, không lão, không bệnh gì hết, không tử gì hết. Như vậy thì ở trên cõi Tây Phương đâu tuổi làm chi. Ở đây chúng ta cứ mỗi năm một tuổi, trồng lên một tuổi, cảm thấy khó quá, phải không cụ Trúc Lễ? Vậy thì được đó. Trên cõi Tây Phương cái gì cũng cũng vui cả. Một vị Bồ Tát trở về Tây Cung, Tây Phương nhiều kiếp trước, rồi một cụ Trúc Lệ đi về Tây Phương mới trong ước chân ráo lên, tất cả đều nhìn lại giống hệt như nhau, không kẻ nào lớn, không người nào nhỏ, không Bồ Tát nào đẹp, không Bồ Tát nào xấu cả. Cụ đẹp như những vị Phật trên cõi Tây Phương như vậy. Cụ Trúc Lệ thích không? Thích không cụ? Đúng rồi, hễ thích thì quyết chí, nhớ nghe cụ nha. Thí dụ như hồi giờ tin không vững, bây giờ tin vững, vững chưa cụ? Tin vững chưa? Giơ tay lên đây, giơ tay lên đây, vững nhất định. Người nào tin vững, người nào quyết lòng niệm Phật, người nào quyết chí vãng sanh, người nào cũng được vãng sanh. Như vậy con cụ cầu chúc cho cụ Trúc Lệ năm nay đi vãng sanh sớm, chịu không cậu? Chịu không?
Đúng rồi, năm nay đi vãng sanh liền hay hơn chờ chi vài năm nữa rồi bệnh lên bệnh xuống, có lợi gì đâu. Vậy thì cụ ơi, bây giờ bắt đầu con nói nè, một ngày hai thời niệm Phật tiếp tục như vậy là tốt lắm rồi. Cứ niệm A Di Đà Phật, bấm số niệm A Di Đà Phật cũng được, càng nhiều càng tốt. Ví dụ như con cái không biết tu làm rồi, mình A Di Đà Phật không giận không hờn gì hết, chịu không cậu, biết chết không? Đấy, đi về Tây phương là như vậy thôi, có gì đâu. Bây giờ con cái trong gia đình này nghe lời ngài Nhuận Đức Đi, ngài Nhuận Đức nói về niệm Phật đúng không? Ngài Nhuận Đức dẫn mình là trở về Tây phương cực lạc đúng không? Ngài nói vui lắm, tiếp tục nghe. Rồi hàng ngày nghe khuyên người niệm Phật, nghe hôm nay nhiều quá rồi, xin gia đình nghe thêm phương pháp hộ niệm. Để chi? Để mình chuẩn bị hộ niệm cho mẹ mình. Chư vị nên nhớ, bạn đồng tu nghe hộ niệm cho vững, đừng nghĩ rằng là mình hộ niệm đã đủ nha. Hồi giờ quý vị niệm hộ niệm được bao nhiêu ca rồi? Mấy ca? Có ca nào chưa? Chưa có ca đó. Tức là chứng tỏ mình hộ niệm còn yếu. Hộ niệm còn yếu thì cố gắng nghe những băng về tọa đàm hộ niệm nhiều đi, để mình cứ thâm nhập lần lần lên đường Zoom này cũng nghe hộ niệm, về nhà tiếp tục nghe. Cụ Nhất, cụ Trúc Lệ cũng nghe luôn nha, nghe để mà hiểu. Ví dụ như cụ có còn sợ chết không, con hỏi cụ Trúc Lệ nè, còn không? Chưa đây. Còn thì giơ tay lên, mà không còn thì thôi. Chưa đây. Nhớ nha, ai giơ tay lên là dở rồi, Chưa dở đây. rồi, hèn gì, hèn dở đây. Nhớ là mình mình không sợ chết, mình trông cho mình đi vãng sanh về Tây phương sớm, cụ nha, hiểu chưa? Ở đây thì giữ cái thân già này, về Tây phương thì thân không già, sướng chưa? Một đứa rồi. Ở đây thì mệt mỏi, về Tây phương không mỏi mệt, sướng chưa? Ở đây thì bệnh hoạn, về Tây phương không bệnh hoạn. Trên cõi Tây phương cái gì cũng sướng, cớ chi mình không cầu sao cho mình đi về Tây phương sớm đúng không? Nếu mình cứ ở đây giữ cái thân này không cách nào trở về Tây phương cực lạc được. Như vậy thì bây giờ câu hỏi lại nè, cái thân này làm cho mình khổ quá, mình không sướng như các vị Bồ Tát trên cõi Tây phương. Bây giờ cụ Trúc Lệ có muốn sớm đi về Tây phương cực lạc không? Có thì giơ tay lên. Đúng. Như vậy muốn sớm đi về Tây phương cực lạc thì mình sớm xả bỏ thân xác này. Như vậy thân xác này chết mình có sợ không? Không, không thì chéo tay lại đi, chéo tay lại cho giơ tay làm chi? Không thì chéo tay lại, chéo tay, chéo tay tức là không. Không sợ chết, nếu giơ tay lên là sợ chết, sợ chết thì không được vãng sanh, nhớ nghe chỗ nha cụ nha. Như vậy mình là phàm phu, khi chết thì phải có bệnh, như vậy khi bệnh xuống mình có sợ không? Không sợ. Không sợ thì chéo tay lại, chéo tay lại đi, đây vậy đây, không sợ gì cả, không sợ bệnh này, không sợ chết này, không lo chi cả, thì A Di Đà Phật gia trì cho cụ. Người ta thì bệnh người ta sợ, mình bệnh mình cười, tự nhiên cái thân mình nó bệnh bệnh một chút mình cười lên hết trơn, không thấy gì bệnh cả. Cho nên thường thường Diệu Âm nói là người muốn vãng sanh thì không sợ bệnh, người muốn vãng sanh thì không sợ chết, tại vì cái thân này nó chết mình đi làm Bồ Tát mình có chết đâu, đúng không cậu? Vững vàng chưa? Nhớ vậy. Cho nên xin cụ và gia đình mình cùng nhóm đồng tu nghe thêm băng hộ niệm cho nhiều, nhớ chưa? Có biết căn bản hộ niệm thì sẽ yểm trợ cho mẹ mình, cho cụ Trúc Lệ vãng sanh ngon lành, tất cả mọi người từ đầu ai cũng vậy cả, chỉ là vui vẻ hân hoan khi nằm xuống rồi. À nhớ nhé, thầy Nhuận Đức nói là đi về Tây phương sướng lắm, mình bệnh xuống mình cười hì hì đúng không cậu? Rồi khi con cái nói mẹ ơi, mẹ bây giờ là chuẩn bị xả bỏ thân xác rồi đây, vui không? Mình cười hì hì
Chắc đây là A Di Đà Phật cho con về Tây phương cực lạc. Rõ ràng cụ đâu có chết, cụ chuẩn bị liền cái thân già của mình xuống, đi về Tây phương, đi về Tây phương. Thân của cụ vàng óng ánh, đẹp như Phật A Di Đà. Phật thề rằng nếu cụ về Tây phương cực lạc và thân xác của cụ mà không đẹp như Phật, Phật thề không thành Phật. Như vậy thì khi cụ về trên đó rồi, các vị Bồ Tát đi từ cái đời kiếp nào lên đó cũng giống như cụ. Cụ mới bước chân lên trên cõi Tây phương cực lạc, thân của cụ cũng giống như chư vị đại Bồ Tát. Nếu mà không có thần thông nhìn quá, không biết ai là mới ai là cũ, cụ thấy sướng không? Đi trong một ngày hội người nào cũng giống như người nào. Nếu cụ thấy muốn đổi áo, tự nhiên áo nó đổi, muốn mặc đỏ thì đỏ, muốn mặc xanh thì xanh, vui không? Rõ ràng tất cả trên cõi Tây phương đẹp để như vậy thì ai mà không muốn về, đúng không cụ? Chịu chưa? Rồi các con các cái lâu lâu nhắc mẹ vài lời, mẹ ơi niệm Phật vãng sanh nhé, mẹ nói cảm ơn con, nhớ là nếu mà mẹ quên quên thì con nhắc mẹ, nhớ chưa? Phải cảm ơn con mình, phải cảm ơn đồng tu nhắc mình, chứ đừng có nói cụ ơi cụ đi vãng sanh thôi đi các vị ơi tôi biết rồi mà nhắc chi hoài vậy thì kẹt lắm, chịu không? Nhớ nghe cự nha, luôn luôn phải có cái tâm gọi là tâm cảm ơn, nhờ vậy mà các vị đồng tu thương cụ, nhớ không? Nếu ban hộ niệm ở nhà mình yếu thì có thể khi mà hết buổi chung này có thể lưu lại hỏi ban tổ chức coi tôi có cái ban hộ niệm nào gần bên nhà mình không, họ tới họ giúp cho chư vị. Tại vì những ban hộ niệm mà cũ người ta có ký kinh nghiệm hay lắm, người ta có cách giải hay lắm, người ta có thể năn nỉ mẹ mình dối hơn mình nữa, rồi từ đó mình lắng nghe mình học theo sau cùng mình giúp cho mẹ mình vãng sanh Tây phương cực lạc. Bây giờ xin nói nè, như vậy thì tất cả trên dưới đều một lòng một dạ yểm trợ cho cụ chúc lễ vãng sanh chưa? Ban nhóm mình đâu nhất đến không, vừa cao lên rồi năm câu lại hứa cho chắc đi, rồi nghe tivi bớt coi lại, tiền bạc giao cho con cái đi, chịu không cụ? Giữ tiền làm gì, 80 tuổi rồi để con cái nó giữ tiền lo cho mình không thèm lo gì hết, cứ lo ngày ngày niệm Phật cụ nghe, niệm Phật vãng sanh bất khả tư nghị, cầu mong cho cụ chúc lệ quyết chi một vài năm nữa ở đời này khổ quá, về Tây phương thân tướng tốt đẹp, con cái mừng vui, nhớ cho ban tổ chức của đường Zoom này biết ngày cụ luyện thân xác phàm tục lại đi làm Bồ Tát, chịu không cụ? Chịu không? Gia đình mình mừng lắm, vỗ tay đi, nhất định nha cụ. Nguyện cầu cho chư vị pháp giới có duyên nhận thấy cụ chúc lệ đang vui vẻ quyết tâm buông xa hết để về Tây phương, thì chư vị cũng mạnh dạn quyết lòng hộ niệm cho cụ Phạm Thị Mỹ pháp danh chúc lệ an toàn vãng sanh Tây phương cực lạc, cầu mong cho pháp giới chúng sanh nghe lời Phật dạy quyết chí niệm Phật quyết về Tây phương một đời thành đạo, tất cả đều viên mãn đạo qua hết, nhớ không? Cụ chúc lệ vui không chư vị? A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.